vấn Bộ Công an về vụ việc cô Nguyễn Phương Hằng, câu trả lời liệu có thấu đáo. Càng gần đến phiên tòa phán tố của cô CEO Nguyễn Phương Hằng, dư luận xã hội dường như ngày càng xuất hiện thêm nhiều đợt sóng ngầm, nhưng hội chung ở một điểm là đều mong chờ một bản án thấu tình đạt lý hợp lòng dân. Bên ủng hộ cô Phương Hằng thì tha thiết, mong cầu là cô sẽ trang án vô tội và trở về với cuộc sống thường nhật, tiếp tục mang tấm lòng thiện lương, đi giúp đời, giúp người, cứu lấy biết bao nhiêu đứa trẻ tội nghiệp. Mong cho những kẻ xúc phạm công kích xuyên tạc chống phá vợ chồng bà và cả Đại Nam sẽ phải trả giá cho tất cả tội ác và hành vi xấu xa đê hèn của chúng. Lôi đầu những cá nhân tổ chức nào đứng sau giật dây thao túng trong drama này. Và bên không ủng hộ cô Phương Hằng thì mong bà ấy sẽ bị phạt thật nặng, ở tù thật lâu và cho chừa cái tội vu khống chửi bới người khác. Và những ai lên tiếng ủng hộ bà ấy cũng nối gót đi theo nữ CEO. Vâng, kính thưa quý vị, mỗi bên đều có cái lý do riêng của mình, luôn bảo vệ và tìm cách là chứng minh mình đúng, đối phương sai. Vậy rốt cuộc thì ai mới là người đúng, còn ai là kẻ sai đây? Và thiết nghĩ chúng tôi nghĩ rằng, ít nhất là khi chưa có kết luận cuối cùng từ phía các cơ quan chức năng, thì chưa thể nào biết ai đúng ai sai. Hiện tại, tất cả mọi nhận định đúng sai trong drama này hoàn toàn là cảm nhận theo tính chủ quan, không bên nào chịu nhường bên nào. Và trong bản tin trước chúng tôi cũng đã đề cập đến việc là xử lý cô Phương Hằng là một bài toán khó, không hề đơn giản cho các cơ quan chức năng. Vì sao lại như vậy? Vì nếu không có kết luận cuối cùng thấu đáo giữa cái tình và cái lý, cũng như là công bằng công tội phần mình, cho cả hai phía thì chắc chắn không thỏa lòng mong đợi của người dân. Mà một khi lòng dân bất ổn kéo theo nhiều hệ lụy không lường trước được, chỉ có chuyên gia là chứng cứ xác thực, rõ ràng minh bạch trước toàn dân, thì may ra mới có thể an ổn. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng, sự kỳ vọng này của cộng đồng cũng là điều hết sức là chính đáng. Bởi lẽ pháp luật chỉ nói chuyện dựa trên bằng chứng kết luận với lời nói hành vi cụ thể để làm căn cứ xác định có tội hay không. Thêm vào đó là sự nhìn nhận đánh giá của bên thứ ba một cách logic, khách quan và thật công tâm thì mới có thể đi đến phán quyết cuối cùng. Tuy nhiên, đây lại là một vụ án khá đặc biệt, ở chỗ mạng xã hội là nơi diễn ra các cuộc đấu tố tranh biện có nhiều thành phần, đối tượng tham gia, mỗi người hàng trăm ý. Vậy nếu chỉ xử một vài cá nhân nêu gương liệu có thỏa đáng hay không? Có cách nào để xử lý triệt để cho bằng hết hay không? Có cách nào để kiểm soát, quản lý được toàn bộ khả thi nhất hay không? Chúng ta có thể thấy phạm vi và các đối tượng trong drama này đã phủ sóng quá rộng rãi, quá đông và quá phức tạp. Thế nên dư luận mới khá trông chờ vào hướng xử lý phân tích và kết luận vụ việc này từ phía các cơ quan chức năng. Và chúng tôi xin nêu ra, đơn cử ra đây để cho chúng ta cùng nhìn nhận và cùng tìm hiểu phân tích một cách tường tận. Nguyên nhân vì sao, vì đâu mà người dân trông chờ như thế? Với đại án sao kê của một số các ca nghệ sĩ, hàng triệu người cảm thấy kết luận ấy chưa được thuyết phục. Họ có quá nhiều điểm đáng nghi ngờ, chưa minh bạch. Có một số điểm khác biệt là chênh lệch quá lớn so với con số mà nữ CEO Nguyễn Phương Hằng đưa ra, chỉ với một số tờ kết luận là không có dấu hiệu ăn chặn. Thậm chí nghệ sĩ đi làm từ thiện của nghệ sĩ còn nhiều hơn tiền vào. Vậy chênh lệch ở đâu ra, cụ thể là con số bao nhiêu? Suốt quá trình đi làm từ thiện, các cá nhân nghệ sĩ đã chi những gì, chi cho ai, có xác nhận từ địa phương hay không? Vì sao giữ tiền 6 tháng không một lời giải thích và động cơ ý đồ của ông ta là gì? Cùng với đó là hàng tá câu hỏi khác vì sao, còn có khá nhiều câu hỏi khác cũng đã được đặt ra. Và cần có một câu trả lời xác đáng từ các cơ quan chức năng, đặc biệt là Bộ Công an, chẳng hạn như là bắt cô Phương Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân theo Điều 331, bắt buộc Bộ Công an phải nêu ra và phân tích cụ thể và đầy đủ. Một, xâm phạm lợi ích của nhà nước cụ thể là xâm phạm vào lợi ích nào, thiệt hại là những gì và vì đâu. Thứ hai, xâm phạm quyền lợi ích tổ chức cụ thể là tổ chức nào, ảnh hưởng ra sao, thiệt hại đến như thế nào. Thứ ba, xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân, cụ thể là ai, cá nhân nào, ảnh hưởng như thế nào, thiệt hại về tiền, tài sản là bao nhiêu. Và thứ tư, những kẻ có hành vi tương tự như cô Phương Hằng, thậm chí chính họ là kẻ khiêu khích, châm ngòi cho cuộc chiến đấu khẩu trên không gian mạng xã hội, thì phải xử lý như thế nào? Thứ năm, chúng ta cần phải cân nhắc xử lý ra sao cho công bằng, giữa việc cô Phương Hằng đã làm hàng trăm điều tốt bằng thực lực và tấm lòng thiện lương của mình, với âm mưu một mực chống phá đạp đổ bao nhiêu công sức giúp đời, giúp người của vợ chồng chú Dũng cô Phương Hằng và không ngừng đánh phá doanh nghiệp của họ sẽ bị xử lý ra sao? Làm ơn là hãy làm sáng tỏ thật cả mọi chuyện. Tất cả chúng ta vẫn đang trông chờ vào câu trả lời từ công tác điều tra lần này. Trắng đen cũng sẽ được phơi bày và thật sự sẽ công khai, rõ ràng và đầy tính xác đáng thuyết phục nhất. Tội hay không tội, cũng phải có một quyết định công bằng thỏa đáng cho cả hai bên.
Và chúng tôi luôn tin rằng, người tốt sẽ được báo đáp, còn kẻ ăn chặn thiện lương cũng sẽ nhận hậu quả tương xứng. Và mong rằng cô CEO Nguyễn Phương Hằng sẽ thật khỏe mạnh, minh mẫn và bản lĩnh may mắn trong cuộc phản tố sắp tới. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin nóng vào ngày khi có diễn biến mới nhất. Quý vị nhớ đăng ký kênh và theo dõi ủng hộ kênh. Nói về cái đẹp, nét đẹp của cặp đôi vợ chồng Chú Dũng cô Phương Hằng không chỉ theo cảm tính mà phải dựa trên cơ sở lý tính, nghĩa là xét ở cả ba tiêu chí thân tâm và hành. Trong bài viết này, với góc nhìn của người làm công tác nghiên cứu giảng dạy ở bậc đại học về môn mỹ học, tôi xin phân tích để cho các bạn rộng đường dư luận tham khảo nghe theo giáo trình triết học Duy Mỹ, còn gọi là lục mỹ quán, được ba mặt trận là thân tâm và hành cùng cái đẹp. Thì chúng ta phải thực thi phương pháp kiểu quán tưởng, nghĩa là quan sát suy tưởng thông suốt 9 điều cơ bản sau. Thứ nhất, lòng tin cao đẹp. Tin mạnh mẽ vững chắc, lòng tin cao đẹp phát sinh từ hành động và tư tưởng cao đẹp. Thứ nhì, hành động cao đẹp. Đó là những hành vi, hành động đúng với lẽ phải, phù hợp với chân lý, lợi ích cho mình và cho đời. Thứ ba, ngôn từ cao đẹp. Những lời nói có lợi ích chính đáng, làm lợi cho mình và cho đời. Thứ tư, nhận thức cao đẹp, sự hiểu biết sáng suốt, hợp tâm, hợp lý, hợp ý và hợp tình. Thứ năm, lẽ sống cao đẹp, sinh sống bằng nghề nghiệp lương thiện, không trục lợi, không vì lợi nhuận mà quảng cáo sai sự thật. Thứ sáu, suy ngẫm cao đẹp, mọi suy nghĩ không trái với lẽ phải và đạo lý làm người, có lợi ích tốt cho mình và không đi hại cho đời. Thứ bảy, dũng tín cao đẹp, ngăn ngừa cái xấu chưa phát sinh, giết trừ cái xấu đã phát sinh, phát triển những điều cao đẹp chưa phát sinh và tiếp tục phát triển những điều cao đẹp đã phát sinh. Thứ tám là nhớ nghĩa cử cao đẹp, nhớ các điều lỗi lầm để ăn năn, hối lỗi, hối hận, sửa chữa và nghĩ đến cách thăm ân báo đền. Làm ơn không cần báo đáp, luôn hướng về mục đích chân thiện mỹ. Và thứ chín là năng tĩnh cao đẹp, tĩnh tâm suy xét nhận ra hành động xấu lỗi lầm để quyết tâm sửa chữa, không tái phạm và phát huy điểm tốt. Và đó chính là 9 tiêu chí trong giáo trình khoa học về mỹ học để trẻ già trai gái tự soi và tự điều chỉnh nhằm thanh lọc là thân tâm. Theo dõi drama của CEO Nguyễn Phương Hằng hơn 1 năm nay, tôi đã thấy đa số người khen và người chê là dựa vào cảm xúc, cảm tính là chính. Và điều này cũng dễ hiểu vì có phải là ai cũng được học về môn mỹ học. Ngay cả các vị luật sư, giáo sư, tiến sĩ, nghệ sĩ, nhà báo v.v. cũng thiếu hiểu biết về cái đẹp vì không được học. Giờ thì các bạn có lý luận, chỉ việc đối sánh sẽ thấy cái đẹp, nét đẹp của cặp đôi Phương Hằng Uy Dũng đã làm cho đời, cho người chỉ còn 9 ngày nữa thôi là kết thúc 3 tháng tạm giam điều tra. Và bất luận thế nào thì riêng chúng tôi thấy cặp đôi CEO Nguyễn Phương Hằng và chú Huỳnh Uy Dũng có rất nhiều cái đẹp, nét đẹp mà một người cựu chiến binh, một đảng viên gần 50 năm tuổi đảng và 70 năm tuổi đời là tôi chưa làm được và cần được học hỏi nhìn vô thập toàn. Tôi tin rằng Phương Hằng sẽ biết hoàn thiện về mình để cái đẹp phát huy cái xấu được khắc phục. Chứ nên võ đoán chỉ dựa vào cảm xúc để yêu ghét không đúng với bản chất của con người và sự thật. Thưa quý vị, đáng lẽ trong showbiz Việt không nháo nhào như hiện nay vì bà Phương Hằng, nhưng vì cái thói bày đàn thao á bao che lẫn nhau, cho nên bà Phương Hằng mới đụng chạm vào showbiz Việt. Khởi đầu duy nhất chỉ có Hoài Linh, do nghệ sĩ ưu tú này dính đến ông Võ Hoàng Yên. Nhưng sau đó vì bảo vệ cho đàn anh, đám lâu la thuộc hạ, như là vì oanh Trang Khan, Đàm Vĩnh Hưng, nhảy bổ vào drama thì buộc ở thế tự vệ, bà Phương Hằng phải lên tiếng, và từ đây mới lôi ra đại án sao kê khuấy động showbiz Việt. Bà Hằng từng lục trần trụi showbiz Việt như thế này, ca sĩ, nghệ sĩ mà muốn được lên phải qua nhiều người lắm, phải được lăng mới được lên, không có được lăng, anh không bao giờ được lên, dù cho có tài ba không bằng có mối quan hệ. Vào thời điểm đó, bà Phương Hằng đã vạch trần trụi lối sống bài đàn, câu kết trong showbiz, mối quan hệ tiền tiền hoặc là tình tiền. Nhưng nhiều người vẫn cố chấp bênh vực cứng sĩ cho bằng được. Nhưng qua vụ việc của diễn viên Hữu Tín vừa rồi, thì tất cả mới vỡ lẽ. Lời bà Phương Hằng nói đâu có sai. Một trong những tội nghiêm trọng nhất mà khó dung tha nhất đó chính là hút bột mì. Điều này chúng tôi và các bạn cũng không thể chấp nhận được, bởi nó gây hại cho chính bản thân mỗi người, cho gia đình và cho xã hội. Bao nhiêu người đã bỏ mạng vì những kẻ phê ma túy. Thế nên đây thuộc nhóm tội phạm bị ghét nhất trong các loại tội phạm. Ấy vậy, nhóm gương sĩ từ nghệ sĩ gạo cội như là nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, nghệ sĩ nhân dân Việt Anh đến nghệ sĩ trẻ như là Tuyền Mập, đến các nghệ sĩ được bà Phương Hằng phong giải nghệ sĩ mất dạy nhất năm, đó là cháu trai của Bảo Quốc là Lưu Hoàng Gia Bảo, cũng nhảy vào bênh vực cho loại tội phạm như thế này. Nói ra thì Bảo là tình anh em, tình đồng nghiệp, một sự bênh vực mù quáng bất chấp là đúng sai của pháp luật, đạo đức lòng người. Thế mới thấy được một mình bà Phương Hằng đã chống lại một tập đoàn người trong showbiz là như thế nào.
nhưng cũng chính vì chúng lại những cá nhân suy thoái đạo đức, lộ trần trụi bộ mặt thật của một số cá nhân đã dẫn đến những phát ngôn thiếu kiềm chế khiến cho CEO rơi vào tội 331 và bị bắt tạm giam vào ngày 24 tháng 3 vừa qua.